Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông tin về lãnh thổ của nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Để dễ hiểu chúng ta có thể tạm chia lịch sử mở mang bờ cõi của nước ta thành 7 thời kỳ. 1. Thời Hồng Bàng Một số sử liệu cho rằng vào đầu thời kỳ Hồng Bàng, bộ tộc Việt có lãnh thổ rộng lớn từ phía nam sông Dương Tử ở Trung Quốc đến vùng Thanh Hóa. Thời kỳ này về lãnh thổ và biến động lãnh thổ cần chú ý hai nhà nước nhà nước văn lang của bộ tộc Lạc Việt hình thành trên vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Má và đồng bằng sông Lam. Thuộc phán sau khi chiếm được văn lang đã sắp nhập vào đất của mình. Nước Âu Lạc có lãnh thổ từ phía nam sông Tà Giang thuộc Quảng Tây, Trung Quốc kéo xuống dãy Hoành Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh. 2. Thời Bắc thuộc, lãnh thổ của dân tộc Việt thời kỳ này, trong sự cai quản của chính quyền trung ương các triều đại Trung Hoa, tiến về phía nam đến vùng Hà Tĩnh hiện nay. Thỉnh thoảng các quan cai trị giao chỉ hoặc giao châu tiến xuống phía nam đánh chiêm thành và đưa thêm vùng đất từ đèo ngang đến đèo Hải Vân vào cai trị nhưng không giữ được lâu vì sau đó chiêm thành thường lấy lại được. Danh giới lãnh thổ về phía nam đôi khi được nhắc trong sử liệu là một cột mốc bằng đồng dựng lên bởi mã viện sau khi trinh phạt sự nổi dậy của hai bà Trưng, còn gọi là cột đồng mã viện. 3. Thời phong kiến tự chủ, sau khi khúc thừa dụ tự xưng là tiết độ sứ năm 905, năm, Việt Nam bắt đầu thời kỳ độc lập tự chủ. Việt Nam chính thức vào kỷ nguyên độc lập từ khi Ngô Quyền đánh bại nhà Nam Hán vào năm 938. Năm 968, Đinh Tiên Hoàng đặt quốc hiệu trở lại sau hơn 400 năm là Đại Cổ Việt, sau đó Lý Thái Tổ đổi tên nước là Đại Việt năm 1054. Lãnh thổ Việt Nam thời kỳ đầu độc lập bao gồm khu vực Bắc Bộ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, tương đương với lãnh thổ cũ nước Văn Lang của các vua Hùng sáp nhập Tây Bắc năm 1014 tướng nước đại lý là đoàn kính trí đem quân vào chiếm đóng châu Vị Long và châu Đô Kim, nay thuộc Tuyên Quang. Vua Lý Thái Tổ sai con là Dực Thánh Vương đi đánh dẹp, quân đại lý đại bại. Nhân cơ hội đó nhà Lý sáp nhập luôn khu vực ngày nay là Hà Giang vào Đại Việt. Năm 1159, nhân khi nước đại lý suy yếu, vua Lý Anh Tông và Tô Hiến Thành đã tiến hành thu phục vùng đất của các tù trưởng dân tộc thiểu số người Thái ở Bắc Yên Bái, Nam Lào Cai vào lãnh thổ Đại Việt. Năm 1478, Vua Lê Thánh Tông, sau khi thu phục tiểu vương quốc Bồn Man của người Thái đã sắp nhập vùng Sơn La, các huyện phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An và tỉnh Hồ Phăn của làng ngày nay vào đất Đại Việt. Quá trình Nam Tiến, nhà Lý, năm 1069, Lý Thánh Tông Nam Trinh đánh Chiêm Thành và bắt được vua Chiêm là chế củ hay Rai Vam ẩn về Thăng Long. Để được tha vua Chiêm đã cắt vùng đất phía Bắc Chiêm Thành gồm ba châu bố chính, Ma Linh, địa lý cho Đại Việt, phần đất mà ngày nay là tỉnh Quảng Bình và Bắc Quảng Trị. Nhà Trần, năm 1306 vua Chế Mân tức dây A Sim Ha -vam của Chiêm Thành cắt đất hai châu Âu và dí cho vua Trần Anh Tông để làm xính lễ cưới công chúa Huyền Trân của Đại Việt, vùng đất mà ngày nay là Nam Quảng Trị và Thừa Thiên, Huế. Biên giới phía Nam của Đại Việt lúc này tiến đến đèo Hải Vân. Nhà Hậu Lê, năm 1471 vua Lê Thánh Tông đưa 20 vạn quân tiến đánh vào Kinh Đô Vijaya, Bình Định, của Chiêm Thành. Kinh đô Vijaya bị thất thủ. Lê Thánh Tông đã sắp nhập vùng đất Bắc Chiêm Thành vào Đại Việt, ngày nay là ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Phần đất còn lại của Chiêm Thành, vua Lê Thánh Tông đã chia làm ba vương quốc và giao cho tướng. Hoàng thân còn lại của Chiêm Thành chấn giữ và có nghĩa vụ triều cống Đại Việt. Đến năm 1471 lãnh thổ phía Nam của Đại Việt tiến đến đèo Cù Mông là danh giới giữa Bình Định và Phú Yên ngày nay. Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, thời kỳ Trịnh. Nguyễn Phận tranh do áp lực tấn công của các chúa Trịnh ở đàng ngoài và nhu cầu đất đai. Các chúa Nguyễn đã tiến hành những đợt Nam tiến, mở rộng lãnh thổ Đại Việt chưa từng thấy. Năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng tiến chiếm vùng đất của Chiêm Thành mà ngày nay là Phú Yên. Năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần tiến chiếm vùng Khánh Hòa của Chiêm Thành. Năm 1693, tướng Nguyễn Hữu Cảnh tiến chiếm và chính thức sắp nhập phần còn lại của Vương quốc Chiêm Thành là Bình Thuận, Ninh Thuận. Tuy nhiên, chính quyền đảng trong vẫn dành cho người chăm chế độ tự trị ở đây cho đến năm 1832. Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh vào Sài Gòn lập dinh, chia chấn, bổ nhiệm quan lại chính thức đưa khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ của chân Lạp vào lãnh thổ đảng trong. Năm 1708, mà cử một thương nhân người Hoa là người khai phá vùng đất Hà Tiên, kiên giang của chân Lạp xin nội thuộc Chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn phong chức tổng binh cai quản. Từ năm 1736 1739 Mạc Thiên Tứ, con Mạc Cửu, khai phá thêm vùng đất Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ của Trân Lạp đưa vào lãnh thổ Đảng Trong. Năm 1732, Chúa Nguyễn Phúc Chú tiến chiếm và sáp nhập vùng đất ngày nay là Vĩnh Long, Bến Tre. Năm 1756, vua Trân Lạp là Nạc Nguyên còn gọi là An Tông sau khi bị Chúa Nguyễn Phúc khoát đánh bại đã dâng vùng đất Tân An, gò công để cầu hòa. Năm 1757, vua Nặc Nguyên chết chú là nạc nhuận dâng vùng đất trà vinh và sóc trăng để được chúa nguyễn phúc khoát phong làm vua chân lạp sau khi nạc nhuận chết chúa nguyễn phúc khoát đã hỗ trợ nạc tôn tức ao y hai lên ngôi và bảo vệ trước sự tấn công của xiêm la vua nạc tôn đã dâng vùng đất ngày nay là châu đốc sa đéc cho chúa nguyễn cùng với việc mở rộng lãnh thổ trên đất liền chính quyền đảng trong lần lượt đưa người ra khai thác và kiểm soát các hòn đảo lớn và quần đảo trên biển đông và vịnh thái lan quần đảo hoàng sa được khai thác và kiểm soát từ đầu thế kỷ 17 Côn Đảo từ năm 1704, Phú Quốc từ năm 1708 và quần đảo Trường Sa từ năm 1711. 4. Hoàn thiện lãnh thổ, năm 1816, vua Gia Long chính thức cho cắm cờ, xác lập chủ quyền, giao đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải thay mặt quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước đó khoảng 200 năm các chúa Nguyễn cũng đã lập đội Hoàng Sa hàng năm đi ra các đảo tìm kiếm sản vật. Năm 1830, vua Minh Mạng sắp nhập vùng Tây Nguyên vào lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên các bộ tộc người thượng vẫn được quyền tự trị của mình cho tới năm 1898 khi người Pháp trực tiếp tổ chức cai trị ở đây. Sau khi thành lập Liên bang Đông Dương năm 1887, người Pháp đã có những tranh chấp với nhà thanh bến Trung Quốc ở phía Bắc về lãnh thổ. Tới năm 1895, từ Công ước Pháp Thanh 1895 đã đưa về phần lớn vùng đất Lai Châu, Điện Biên và một phần Lào Cai ngày nay thuộc về xứ Bắc Kỳ còn một phần đất ở Bắc Sông Bắc Luân thuộc về nhà thanh. Sâm Châu và Siêng Khoảng bị cắt cho Lào. Năm, thời Pháp đô hộ, thực dân Pháp thành lập liên bang Đông Dương bao gồm Bắc Kỳ còn gọi Tôn Kim, từ Ninh Bình trở ra. Trung Kỳ còn gọi là An Nằm, từ Thanh Hóa vào tới Bình Thuận. Nam Kỳ hay Cố Chín Chin, từ Đồng Nai tới Cà Mau. Lào, Cao Miên còn gọi là Cấm Bót. 6. Chiến tranh Việt Nam, từ 1954 đến 1975. Việt Nam bị chia đôi tại vĩ tuyến 17. Miền Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Nam là Việt Nam Cộng Hòa. 7. Việt Nam ngày nay, lãnh thổ Việt Nam ngày nay có hình chữ S chạy dài theo hướng Đông Nam của bán đảo Đông Dương, từ Hà Giang tới Cà Mau, diện tích khoảng 331.690 km vuông. Khoảng cách từ Bắc tới Nam là khoảng 1.650 km. Đường bờ biển dài 3.260 km, bao gồm 63 tỉnh, thành phố, lãnh hải rộng lớn. Việt Nam tuyên bố 12 hải lý danh giới lãnh hải, thêm 12 hải lý tiếp giáp nữa theo thông lệ vào vùng an ninh và 200 hải lý làm vùng đặc quyền kinh tế. Hai quần đảo lớn là Trường Sa, Hoàng Sa. Đảo lớn nhất là Phú Quốc và rất nhiều các hòn đảo nhỏ khác. Với quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, nhưng Hoàng Sa nay đang bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chiếm đóng từ sau Hải chiến Hoàng Sa, 1974. Quần đảo Trường Sa, hiện quần đảo trường sa đang bị nhiều quốc gia trong khu vực tranh chấp do có tiềm năng lớn về dầu khí và nguồn cá dồi dào việt nam là quốc gia nắm giữ nhiều đảo nhất các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền gồm việt nam trung quốc đài loan philippines malaysia brunei trên đây là thông tin sơ lược về lịch sử mở mang bờ cõi của nước ta thành bảy thời kỳ cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem